Chào các bạn đã trở lại với kênh của Siêu Hope Chư Prong mọi người nha. Hôm nay hai anh đi quán chay tại suối thiên nhiên ở làng mình này. Hôm nay là 21 tháng 10 đấy. Đi làm về, bà anh em có đi quan trai giải trí nha mọi người nha. Các bạn nhớ là xem kênh của mình đây là nhớ ủng hộ mình nha. Một phần nhỏ nhỏ các bạn ủng hộ mình sẽ biết được những lời chúc tốt đẹp từ mọi người bằng cách là bấm nút đăng ký với chia sẻ cho mình để mà anh em mình vui nha. Mình chẳng làm được gì là ngoài ra là kênh giải trí này mọi người. Kênh giải trí này đối với mình là rất quan trọng. Vì giữ được kinh nghiệm là thứ nhất, thứ hai là quảng bá được nghề đánh bắt cá truyền thống ngày xưa. Ông bà tổ tiên có đánh bắt đe cá bằng bộ chai như thế này. Đây, bạn này được một con rồi nha. Đây cá trắng anh nha. Được 2 ly rồi nha. Đây, suốt ngày cứ ly ly vậy. Đến khi nào vợ không chịu nổi bỏ là lang thang thôi nhỉ. Nói chèo thôi mọi người. Anh này cũng ở trong cán bộ của xã thôn làng đấy. Nước chảy suốt như thế này mà mấy bác vẫn là quăng được chay chưa? Anh này trước là có bảo là đi quăng cá 3 cạnh nha, hôm nay có 3 cạnh nữa không? Bên đấy là nước nó chảy xuýt quá mọi người, bây giờ phải đi vòng qua để mà qua được cái nước chảy xuýt vậy. Cá trắng nha mọi người, mùa này cá lăng thì này ít lên rồi vì sắp tới mùa khô rồi, cá lăng nó phải ở chỗ mà khu vực nước sâu thì mới được, nước sâu thì anh em không vặt được. Cái nghề đánh bắt cá bằng chai như thế này đã tồn tại từ từ xưa rồi mọi người.
từ thời mà ông ngoại bà ngoại mình ngày xưa tổ tiên mình đến giờ là anh em vẫn giữ được và vẫn đánh bắt mà kiểu đây này mọi người. Ở quê mình mọi người có thấy những video mà mình đăng lên suối này, núi này có đẹp không mọi người? Ở đây là mình còn nhớ được suối thiên nhiên từ xưa đến giờ ấy, không một ai là chặt phá rừng. Thua mày ơi, có nhận được ra không ra? Vì cái nào ấy?
Video này kết thúc ở đây rồi nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Hẹn gặp lại clip tiếp theo nhé. Chào mọi người.